Thưa đồng bào quý mến, ngày hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2014. Chúng tôi tường trình từ văn phòng Hội đồng Quân y Việt Nam. Kính thưa đồng bào, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để cùng nhau làm việc dẹp bỏ chế độ Cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và thưa quý vị, thay vì chúng ta thông báo rầm rộ về Việt Nam cho người Việt Nam ở trong nước được biết về 12 phép lạ của ông trên, hiện ra ban cho người Việt Nam chúng ta biết trước cũng như dẫn dắt cho người Việt Nam chúng ta làm cách nào được cứu, và đương nhiên đồng thời giúp chúng ta và hướng dẫn cũng như bảo vệ chúng ta dẹp bỏ chế độ Cộng sản. Tức là 12 phép lạ này có sức mạnh và quyền năng bảo vệ chúng ta làm việc dẹp bỏ chế độ Cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thì chúng ta chỉ cần thông báo cho người Việt Nam ở trong nước được biết về 12 phép lạ này, và chúng ta cùng nhau cầu nguyện, ra đường xuống đường cầu nguyện đòi dân chủ, nhân quyền, công bình bạc an ở tại Mỹ, cũng như chúng ta đương nhiên biểu tình ở những nơi nào mà chúng ta có thể tổ chức được để nói lên sự hợp nhất với người Việt Nam chúng ta ở trong nước về việc là chúng ta cần có công bình, tự do, dân chủ, và chúng ta đòi hỏi và chúng ta được quyền yêu cầu Cộng sản Việt Nam thực thi những điều luật căn bản nhân quyền của nhân loại, và chúng ta được quyền tự do bầu cử, chúng ta được quyền làm bất cứ công việc gì vì công bình bác ái thiên lành nhân bản. Và nói nôm na là chúng ta cần dẹp bỏ chế độ Cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bởi vì chế độ này không có làm việc phục vụ cho người dân, mà chế độ này đã và đang bán nước Việt Nam và bán dân Việt Nam cho ngoại bang, nhất là bán cho bọn Tàu Cộng hung dữ ác độc. Và kính thưa quý vị, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Thay vì người Việt Nam chúng ta sốt sắng phụ giúp Hội đồng Quân y Việt Nam thông báo 12 phép lạ này đến cho đồng bào Việt Nam ở trong nước được biết lâu lắm rồi. Thế nhưng người Việt hải ngoại đã chưa làm bổn phận của mình. Và đương nhiên chúng ta cần thông báo cho cả cộng đồng thế giới được biết một cách rầm rộ. Càng nhiều người biết thì càng tốt. Thế nhưng đa số người Việt Nam ở hải ngoại đã thờ ơ, ù lì, bê trễ. Điều này chứng tỏ thật sự chúng ta người Việt ở hải ngoại thật là mù mờ, phải nói là thiếu nhận thức và phải nói là thiếu trách trách nhiệm. Phải nói là tôi không biết dùng cái chữ gì mà cho nó đúng, thật sự nói ra tôi chán đồng bào tị nạn cộng sản, tức là những người Việt, tức là cái đám Việt kiều vô tình hoặc là cố ý hay là coi thường những phép lạ này, mà trong khi đó 12 phép lạ này là 12 phép lạ cứu Việt Nam, cứu nước Việt Nam chúng ta, cứu đồng bào chúng ta, cứu đất nước chúng ta. Kính thưa quý vị, vì thế tôi thiết tha đồng bào hãy mau mắn làm bổn phận của mình, vào trang website của chúng ta www.faithgodisguy.com, copy lại những hình ảnh này rồi thông báo cho người thân mình biết, cho người quen mình biết, cũng như làm bằng đủ mọi cách để thông báo cho nhiều người được biết, và nhất là thông báo cho người Việt Nam ở trong nước được biết. Và tất cả mọi người Việt Nam có thể copy lại những hình ảnh phép lạ này trên trang website của chúng ta rồi truyền cho nhau. Rồi ở Việt Nam chúng ta cần phải xuống đường cầu nguyện và luôn luôn mang theo những hình ảnh phép lạ này để mà củng cố tinh thần của người Việt Nam chúng ta, và đồng thời để mà được bảo vệ tuyệt
phải nói là tuyệt vời và tuyệt đối bởi hồng ân của Thượng Đế, bởi ban cho những phép lạ này. Thì đương nhiên kẻ thù của chúng ta sẽ đầu hàng vô điều kiện, tôi nói là vô điều kiện. Cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện và cộng đồng thế giới sẽ kính nể chúng ta, quý mến chúng ta thật sự bởi 12 phép lạ này. Thì kính mong đồng bào hãy nhớ làm bổn phận của mình bằng mọi cách, sắp xếp thời dụng biểu hàng ngày của mình, nhớ ra giữa trời, ngẩng mặt lên trời cầu nguyện cùng Thiên Chúa Giêsu, hoặc là cầu nguyện cùng ông trời, hay là cầu nguyện cùng ông bà tổ tiên mình, hay là cầu nguyện cùng anh linh của những anh hùng chiến sĩ, bởi vì họ đã hiện hiện ra, họ hiện ra để phụ trợ làm việc. Đó, chúng ta thấy có hình anh hùng chiến sĩ nè, đó, đây nè, anh hùng chiến sĩ nè, và khuôn mặt Chúa Giêsu đó, đó, đã hiện ra trên mây rất rõ ràng. Đó, quý vị phải để ý những cái hình ảnh này rất là đặc biệt. Đó, đây là cái hình màu gốc nè, màu gốc hình màu gốc mờ mờ như vậy nè, đó hình màu gốc đó, đó thấy chưa, hình màu gốc thấy không đó. Còn đây là hình anh hùng chiến sĩ nè, ở chính giữa đó nửa khuôn mặt đó. Đây là họ đã chết rồi đó, nhưng mà linh hồn được Chúa Giêsu cho hiện ra để phù trợ chúng ta. Còn đây là mặt Chúa Giêsu làm cái hình màu đậm hơn để cho đồng bào coi rõ hơn đó. Còn bên đây đó hình ông bà tổ tiên mình, ông rồng bà phụng hiện ra rất rõ ràng, thấy không? Sư tử rồng nha, mới mới đặc biệt chứ. Còn phía dưới là bà phụng hoàng rõ ràng như vậy hả. Còn phía bên này là bản đồ nước Việt Nam chúng ta sẽ được cứu khi đại tam thế chiến xảy ra, rất rõ ràng đó. Quý vị phải để ý những cái phần này rồi thông báo cho đồng bào mình ở khắp nơi được biết, chứ chúng ta cứ ù lì bê trễ hoài làm sao chịu nổi. Chúng ta bê trễ quá, bê trễ đến cái độ mà không thể tưởng tượng được, bởi vì trời ơi cái gì mà ù lì quá vậy, vừa vừa thôi, ù lì quá ai mà chịu nổi. Đó, đây nè, còn hình ông bà tổ tiên mình đây là chưa cho coi nè, rất là rõ ràng đó, thấy rõ chưa cái đó. Đó. Đó, ông rồng ở phía trên còn bà phụng hoàng ở phía dưới, thấy không, rõ ràng chưa đó, thấy rõ không đó, tổ tiên Việt Nam mình đó. Còn đây là khuôn mặt anh hùng chiến sĩ nè, đó, rõ ràng không, bị thương chết rồi đó, nhưng mà hiện ra mà xây dựng này thấy nguyên đầu ông rồng phun lửa đó, mà thấy rõ chưa, thấy đầu ông rồng không đó, há miệng là phun lửa đó, rõ ràng thấy không. Những hình ảnh này rất là đặc biệt đó, cho đồng bào coi đi, đồng bào học hỏi và biết đây nè, hình ảnh ông rồng đây, ông rồng rõ ràng đó, đầu rồng phun lửa đó. Rồi thấy không, rõ ràng chưa đó, mà xây dựng này là hình đó, khuôn mặt của anh hùng chiến sĩ hiện ra rất rõ ràng, nửa khuôn mặt thấy không, hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ kết tụ thành cái hình ảnh này, và xây hướng này thì cái đầu ông rồng rất rõ ràng phun lửa để tiêu diệt cộng sản và tiêu diệt bọn tài phiệt quốc tế đó, nó rõ ràng như nha, thấy chưa đó. Và một bên đây là bà thấy gì đấy, bản đồ để tam thế chiến sẽ xảy ra đó, và nước Việt Nam chúng ta sẽ được cứu. Việt Nam nè, nước Việt Nam nằm trọn trong chim Phụng Hoàng hình chữ S nè, đây chim Phụng Hoàng đó, thấy không, màu trắng đó, nước Việt Nam nằm trọn hình chữ S, nằm trọn trong chim Phụng Hoàng nè, đây là hình chữ S nè. Còn phía trên này là thằng đám Tàu Cộng Bắc Hàn sẽ bị tiêu diệt nè, đám Nga Sô bị thiệt hại đó, rồi Nhật Bản cũng thiệt hại phần nào đó. Để tam thế chiến xảy ra đó là sẽ là như vậy đó, đồng bào phải để ý chứ, phải học hỏi chứ. Rồi cái phần này nữa là đồng bào phải để ý nè, tôi cho đồng bào coi những hình ảnh này để mà học hỏi. Ồ, đây là hình trắng đen của anh hùng chiến sĩ nè, hình trắng đen này thấy không, hình hình trắng đen thấy không đó, hình trắng đen đó thấy rõ không, mà xây dựng này là đầu ông rồng, đầu rồng lớn đó, phun lửa ra thấy chưa đó, rõ ràng. Xây dựng này thì khuôn mặt anh hùng chiến sĩ hiện ra, thấy chưa, xây dựng này là ông rồng phun lửa đó, hình trắng đen thấy rõ chưa. Rồi chúng ta phải 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 làm sao ấy chứ, chúng ta mà cứ ù lì hoài đâu có được, cần phải thông báo cho người Việt Nam trong nước được biết,
Đây là bản đồ, bản quả đồ mà Đệ Tam Thế Chiến sẽ xảy ra nè. Đó, đồng bào coi rõ nè. Lúc lúc mà Đệ Tam Thế xảy ra thì Việt Nam mình sẽ được cứu, được Chúa Giêsu cứu. Cho ông bà coi hình nè. Đây nè. Trong đây có hai cái hình khác nhau nha. Tức là một hình nhưng mà cái màu, một cái màu đậm, cái màu lợt. Cái màu này á, là màu nguyên thủy, chụp làm sao in ra như vậy. Còn màu này á, tôi làm màu đậm hơn để những ai mắt yếu có thể coi chi tiết. À, bây giờ tôi chỉ chi tiết cho coi nè. Đây, sau đây tôi chỉ chi tiết cho ông bà coi. Đây là bản đồ quả đồ Đệ Tam Thế Chiến xảy ra. Chúa Giêsu cho hiện ra để so sánh. Thứ nhất là chúng ta thấy đây là cái đầu quỷ Satan nè. Đây là Trung Cộng và Bắc Hàn. Còn đây là Nhật Bản ở đây nè. Phía trên này là Nga Sô, phía phía trên này. Phần đất Nga Sô phía trên này. Còn dưới này cũng có thằng quỷ như này nè. Đó, đây nè. Thấy không? Thấy thằng quỷ như này không? Thằng này là cái thằng Tạo Cộng, nó đang cho giàn khoan của nó đó chiếm Hoàng Sa Trường Sa đó, và nó đang đặt cái giàn khoan tại đây nè, nó hiện ra trước nè đó, để mà nó cắt đứt nước Việt Nam mình ra đó, nó âm mưu trước rồi đó. Còn cái hình này là hình tôi mà đồng bào thấy trong cái hình này á, là Đệ Tam Thế Chiến sẽ xảy ra ở tại nơi đây nè, đây là trọng điểm, và Tàu Cộng và Bắc Hàn sẽ bị tiêu diệt, còn thằng Cộng sản Việt Nam sẽ đầu hàng vô điều kiện để mà xin được tha mạng sống. Bởi vì chúng nó chậm trễ thì chúng nó sẽ bị xử tử hình cả lũ hết. Đó. Còn phía bên đây là cái hình màu gốc. Màu gốc cái này in sao chụp sao in ra như vậy đó nha. Tôi kéo này qua đây rồi tôi cho đồng bào coi cái hình, có một cái hình hình này nó khi mà Đệ Tam Thế Chiến xảy ra thì nước Việt Nam chúng ta được cứu nè, tôi cho đồng bào coi cái hình này luôn. Rồi, bây giờ đây nè, đồng bào đi cái hình này nè. Thứ nhất á, đây nè. Đây thấy mặt quỷ Satan không? À, đây là giàn khoan, cái thằng khốn nạn Trung Cộng nó mới đặt đây nè. Đây có nguyên thằng quỷ ở đây nè. Đầu nó có sừng, cái mặt nó có sừng luôn, thấy không? Mặt quỷ đó mà. Đây nè. Đây nè, để sát với bà coi nè. Đi cho zoom close nè, đây nè. Thấy chưa? Nó có sừng luôn đó, đây nè. Có sừng, có mắt luôn nè, đây nè, đây nè. Lân, cái mặt lân, tàu tàu cộng này có lân thôi, tàu không có rồng. Mà nếu nó có rồng là rồng ác quỷ thôi, chứ không phải là rồng rồng tốt. Rồng nó có hai loại rồng, rồng quỷ khác, mà rồng của Thượng Đế mà làm việc thiện lành là khác nữa. Tức là cũng như thế giới chúng ta sống thì có kép độc là ở ác, còn kép vai chính mà đàng hoàng thì làm việc thiện. Đây nè, ông thấy hai cái sừng nữa không? Hai sừng nữa. Đây, cái đầu cái mỏ nè, hai con mắt đó nè, cái đầu đó nè. Đó. Nó định cắt đứt nước Việt Nam mình ra đó, tức là nó đặt cái giàn khoan cách đây hồi đầu tháng tháng 5 này đó, năm 2014 đó. Đó. Giờ ta kéo lên nè. Đó, bây giờ mình vào coi. Đó, đó. Cho mà coi nha. Này xíu qua này một xíu đi. Nó có cái đầu thằng quỷ này luôn, cái đầu nó đây nè, nó có cái đầu nó mà rõ ràng đó, cái hình màu gốc nè, tôi zoom close cho nó vào coi đó, thấy không, cái đầu nó có sừng đó nè, sừng mắt mũi đó nè, cái đầu đó nè, nó xây bên đây là làm đậm hơn nè, đó thấy chưa, đó đầu sừng mắt mũi luôn đó. À, nó, cái giàn khoan của thằng Trung Cộng á. Đó. Cái âm mưu này giống như là thì tôi đã nói trước trước rồi, nói với thằng Nga Sô âm mưu mà. Thằng Nga Sô thì quậy ở bên Ukraine, còn thằng Tạo Cộng thì quậy ở tại Việt Nam, cái giàn khoan dầu nó bây giờ đó là bắt đầu nó quậy đó. Được chưa? Và nhưng mà ông trời sẽ xử đó. Ở đây sẽ có chiến tranh, mà nếu mà không có chiến tranh thì cũng động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. À, Trung Cộng sẽ bị chìm ngập dưới biển nước, và thằng Bắc Hàn Cộng sản sẽ bị tiêu diệt, thằng Cộng sản Tàu Cộng sẽ bị tiêu diệt, thằng Cộng sản Việt Nam sẽ đầu hàng vô điều kiện, nếu không thì chúng nó sẽ bị xử tử hình. Và cái vấn đề ở đây đó, khi chiến tranh Đệ Tam xảy ra hoặc là tai nạn mà thiên nhiên khủng khiếp, động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây á, thì Việt Nam sẽ được cứu, bởi vì bản đồ rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy là chiến tranh Đệ Tam là khó tránh khỏi rồi, bởi vì
nhân loại đã quá thờ đối với sự cảnh báo của đế. Ở đây ông bà nhìn kỹ đây nha, ông bà thấy đây có nguyên một đầu rồng ác quỷ, có sừng, có mắt, miệng nè, dùng này dùng trong Trung Cộng, Bắc Hàn, Nhật Bản ở đây nè, Nga Xô ở đây nè, sẽ chiến tranh đây nè, chiến tranh đại tam thế chiến tại Á Châu sẽ xảy ra tại đây nè, nghe không? Còn nước Việt Nam chúng ta đây nè, hình chữ S, thấy hình chữ S không? À, mà nằm gọn trong chim bồ câu là chim trắng, hình màu trắng này là Phụng Hoàng đó, Phụng Hoàng là bà tổ Việt Nam chúng ta, đồng thời cũng là chúa thánh thần và cũng là chim bồ câu đó. Đây nè, nước Việt Nam nằm nằm trọn trong chim bồ câu khi mà chúng tôi cầu nguyện đó. Những hình ảnh này rất đặc biệt, và thưa quý vị, chúng ta cần phải thông báo những phép lạ này cho người Việt Nam ở khắp nơi trong nước được biết, và chúng ta chỉ cần đem những hình ảnh này ra, đem theo mỗi khi chúng ta xuống đường biểu tình đòi tự do, nhân nhân quyền đó, thì cộng sản sẽ tan rã rõ ràng thôi. Đem những hình ảnh phép lạ ra, thứ nhất là ôm hình ảnh Chúa Giêsu, hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra đó, đây là hình ảnh Chúa Giêsu hình màu gốc này, hình màu gốc đó, chụp 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 sao là in ra như vậy đó, mà thấy rõ chưa đó, thấy không? Đó, hình ảnh Chúa Giêsu đó, rõ ràng chưa, chụp sao là in ra như thế đó. Còn chúng tôi làm hình màu đậm hơn để mà nhìn thấy rõ hơn thì là cái hình như thế này, tôi cho đồng bào coi từng chi tiết một để mà đồng bào cái bằng nhận thức, và chúng ta cần thông báo để cho người Việt ở trong nước khắp nơi được biết. Tôi đã nói rồi, chỉ cần ôm những hình ảnh ra đường cầu nguyện đòi công rồi đòi tự do, công bình, nhân bản thì cộng sản sẽ sụp đổ, không cần chúng ta không tốn một viên đạn nữa. Đây nè, mà để ý nè, đó, đây là ba hình ảnh đặc biệt cần phải ôm theo để cầu nguyện nè, hoặc là ôm theo hình quỷ Satan cho mấy cộng sản nó sợ, với mấy tạo cộng nó sợ, tại vì tụi nó không sám hối nó sẽ bị quỷ Satan nuốt hết á. Bọn Việt Gia cũng vậy đó, không sám hối là sẽ bị quỷ Satan nuốt hết á, ôm cái hình ảnh ra và cầu nguyện luôn. Hình ảnh mà quỷ Satan nó há miệng nó nuốt á, đây nè, quỷ Satan há miệng nuốt nè, nó há miệng thấy không, đồ mặt nó kìa, há miệng nó nuốt, bọn Việt Gia Việt cộng này kia đâu, Tàu cộng này kia đâu, bọn tài phiệt quốc tế này kia đâu, tụi nó mà không sám hối ấy, không nghe lời chúng ta khuyên bảo thì chuyện gì xảy ra, chúng nó sẽ bị cái thằng quỷ Satan này nuốt chửng, nuốt bây giờ và nuốt linh hồn sau này luôn đó, kinh hoàng khủng khiếp lắm, thấy ghê chưa, ý dạ thì ghê quá à. Thấy mặt quỷ không, nó nuốt luôn á, thấy chưa đó, rõ ràng ở đây nói rõ nè, đây nó rõ ràng, đây nó rất là rõ ràng nha, ở đây không có chối cãi được. Đây nó là be with Jesus and be happy or Satan will get you. Ôi, ghê quá đó, chọn lựa đi. Rồi bây giờ xoay qua cái vấn đề này, nhìn thấy không, đây nè hình mặt Chúa xuống nè, đó rõ ràng đó, mặt Chúa xuống hình màu gốc nè, thấy không, hình làm đậm hơn nè, ngài đội máu gai nè, mắt ngài nhìn thẳng chúng ta nè, và nhân loại đánh ngài chảy máu mắt luôn nè, mũi thì sưng, miệng thì dập môi trước khi đóng đinh ngài lên thánh giá. Quý vị thấy không, nhân loại ác dễ sợ, ác quá, chứ Chúa Giêsu đâu làm gì đâu hành hạ ngài, đóng đinh ngài rồi đánh đập ngài kinh hoàng vậy. Nhưng mà bây giờ tỏ hiện ra để mà cứu chúng ta, dẫn dắt chúng ta, bởi vì nếu mà ngài không có cứu chúng ta thì chẳng có ai cứu chúng ta hết á, bởi vì ngài là thượng đế, thấy rõ ràng lắm. Còn ở đây là ông bà tổ tiên mình hiện ra, Chúa Giêsu cho hiện ra để mà dẫn dắt và an ủi cũng như là phù trợ và cảnh báo chúng ta. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Nó rất là rõ ràng. Ở đây là không nói chuyện u mê, vu vơ, mù mờ ở đây. Còn đây là linh hồn chiến sĩ nè. Đây nè, rõ ràng lắm. Đây nè. Đó, nó làm hình màu trắng đen luôn để coi cho nó rõ. À, coi hình mà ông bà tổ tiên mình nè. Để cho quý vị vui mừng. Đây nè, ông bà mình hiện ra rất rõ. Đây nè. Thấy chưa? Đó. Ông ở phía trên, bà phía dưới, rõ ràng lắm mà nha, không có chối cãi được đó, thấy chưa? Vì thầy thấy ông nè, ông tổ mình nè, ông rồng nè, cái này hai mắt ông, cái đầu nè, đẹp đẹp thấy sao, ông tổ mình lớn tuổi lắm, râu ria nè, răng cỏ ông nè, cái lưng thớt ông nè, cái mông ông nè, chân cẳng ông nè, ô khỏe mạnh lắm. Ông bay từ trên mây trên trên từ hướng Việt Nam qua để mà phù trợ chúng ta. Còn đây là bà tổ chúng ta nè, cái đầu nè, cái mình cánh đuôi nè, rõ ràng Phụng Hoàng đó, oxygen kết tụ thành ông rồng
bà Phụng, ông tổ bà tổ chúng ta, thấy rõ ràng chưa? Đó, bà thấy rõ, tôi quá rõ luôn, tôi không ngờ mà. Đó, thấy chưa? Mình dùng con mắt tâm linh mình đó, chứ đừng có dùng con mắt trần tục của mình tối ngày cứ bằng không có sám hối rồi không có ăn năn rồi không biết cầu nguyện thì làm sao mà thấy được. Đó, phải rõ ràng chưa? Tôi làm cái hình màu đậm hơn để cho ông bà coi rõ hơn nữa. Đậm hơn nè, hay màu đậm hơn nè, đó thấy đậm hơn không, màu đậm hơn đó, đó rõ chưa, đó, rõ ràng ha, đó đây nè, tổ bổ mình đó, đó thấy rõ chưa, đó mắt mũi nè, mắt nè, cái đầu cũng nè, mắt nè, miệng không nè, râu cỏ râu ria, cái đầu cũng nè, cái lưng này, cái đít nè, cái mông nè, cái chân cẳng ông nè, bay nè, cũng cũng bà tổ bà hung quang đó, thấy rõ chưa, rất rõ ràng. Ủa, còn say quá hướng này là mặt chúa xuống hả? Đó, chúa xuống chưa? Rõ ràng chưa? Đó, chúa xuống đó. Thấy chưa? Đó. Mà tất cả những hình ảnh này là có phép lạ đi chung nha, chứ không phải là thường á. Thành ra đồng bào xuống đường á, biểu tình, mang theo những hình ảnh này thì bảo đảm đồng bào sẽ được phép lạ chúa xuống, và phép lạ của những hình ảnh này qua hồng ân của chúa xuống sẽ bảo vệ chúng ta toàn vẹn, không có bị kẻ thù chúng ta tiêu diệt. À, bên nay thì chúng ta thấy gì? À, Chúa Giêsu cho linh hồn chiến sĩ hiện ra nè, đó rõ ràng chưa? Đó, Chúa cho đó, đó thì rõ chưa? Rõ ràng chưa? Đó, ba hình ảnh này là đây nè, mặt Chúa Giêsu nè, linh hồn chiến sĩ trận vong làm hình trắng đen nè, đây là hình nè, màu xanh nè, đây là nửa khuôn mặt nè, mắt mũi miệng bị thương rồi, dập môi tét môi mũi bị đứt quang bên gãy luôn, da mặt bị cháy luôn nè, vì bom đạn đó. Rõ ràng chưa? Hiện ra là phụ trợ chúng ta. Chưa hết, nhưng mà xây về cái hướng một hướng khác nữa là quý vị thấy cái gì? Thấy ông rồng rõ ràng. Ông rồng phun lửa đây nè, hình này tức là hình này nè, đúng không? Đúng không? Đúng không? Mà xây dưới này là ông rồng. Cái đầu ông rồng nè, mắt há miệng ra phun lửa nè, đây là mũi nè, thịt lửa, mũi có sừng luôn nè, đây, ông có sừng luôn nè, cổ rồi cái cánh là vĩ đại lắm, đó thấy chưa? Ừ? Đó, nhưng mà nhìn kỹ lại là thấy có khuôn mặt chiến sĩ, anh hùng chiến sĩ trận vong á, linh hồn người ta hiện ra nè, thấy rõ chưa? Xây dựng này là thấy nửa khuôn mặt đó đó. Ừ. Nhưng mà để này là thấy rõ hơn đó. Mà đồng thời là một ông rồng luôn nha, mà đây là những chiếc nón nè, đây là khuôn mặt nè, mắt nè, mũi nè, mũi bị thương gãy nè, quẹo qua bên môi miệng thì tát môi nè, đó nó thấy không, da bị cháy nè, cái cổ áo nè, thấy không đó. Nhưng mà sai hướng này là cái gì? Đó, khuôn mặt chiến sĩ đội nón. Đường này, nhìn sao cũng thấy hết đó, thấy chưa? Rõ ràng chưa? Đó, chúng ta chỉ cần thông báo những cái lạ này cho người Việt ở trong nước được biết, và người Việt ở hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới cũng phải tổ chức cầu nguyện ra ngoài trời đó, tổ chức hàng tuần cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, thông báo cho cả thế giới được biết về 12 phép lạ này. Vì đây là 12 phép lạ cứu nhân loại nói chung và cứu Việt Nam chúng ta nói riêng đó. Và nhất là ở Việt Nam cần phải biết, từ Bắc chí Nam được biết, thì chúng ta chỉ hàng ngày thay phiên nhau ra đường xuống đường cầu nguyện đòi công bình bác ái, thì bảo đảm cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện ở khắp nơi, chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam. Ở tại Việt Nam sẽ xảy ra trước, rồi ở sau đó là Trung Cộng rồi này kia, rồi tàn quân cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện. Bởi vì nếu họ không đầu hàng thì họ sẽ bị người dân xử tử hình, rồi linh hồn của họ sẽ bị quỷ Satan bắt nhốt kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt đó. Đâu ai muốn linh hồn bị quỷ Satan bắt đâu. Đây này, quỷ nó nhìn mặt là ớn, đây nè, cái mặt quỷ Satan đó nó nuốt đó. Ghê quá không, thấy chưa? Rồi ha, nhớ làm bổn phận của mình, thông báo cho người Việt ở trong nước được biết, và đồng thời chúng ta cần phải thông báo cho khắp thế giới được biết. Và đương nhiên người Việt hải ngoại phải tổ chức cầu nguyện thường xuyên, và nhớ làm bằng đủ mọi cách để phụ Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam thông báo những phép lạ này cho cả thế giới được biết gấp, và nhất là cho người Việt Nam ở trong nước được biết gấp. Thánh giống chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thành thật cảm ơn thời gian quý báu của toàn thể đồng bào. Đó, rõ ràng chưa? Ba hình ảnh, bốn hình ảnh và tất cả 12 phép lạ. 12 phép lạ này để cứu Việt Nam chúng ta và đồng thời để cứu nhân loại. Và nếu chúng ta rốt ráo làm việc thì chúng ta nhân loại có thể tránh được đệ tam thế chiến sắp xảy ra. Và nếu người Việt Nam chúng ta u lì bê trễ,
tiếp tục như bấy lâu nay, thì đương nhiên đệ tam thế chiến sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới rất gần đây. Và lúc đó người Việt hải ngoại chúng ta sẽ đau buồn lắm, bởi vì chúng ta sẽ thấy chứng kiến nhiều cảnh chết chóc. Chúng ta lúc đó chúng ta hối hận thì đã muộn rồi, bởi vì đau khổ lắm quý vị ơi, đệ tam thế chiến xảy ra nhiều người chết lắm. Vì thế tôi hy vọng người Việt Nam hải ngoại mau mắn phụ giúp tôi gấp để thông báo rầm rộ về những phép lạ này cho toàn thế giới được biết gấp, và nhất là cho người Việt Nam ở trong nước được biết gấp. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào đã theo dõi chương trình phát thanh ngày hôm nay cũng như truyền hình ngày hôm nay. Tôi y sư Thánh Gióng xin kính chào tạm biệt. Y sư Thánh Gióng Phụ Đổng Thiên Vương tái thế xin kính chào tạm biệt toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Và đồng bào cũng cần biết luôn, tôi chính đây là Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam đó, mà đồng bào và đất nước Việt Nam chúng ta đã mong chờ hàng bao nhiêu thế kỷ nay. Nay thì tổ tiên chúng ta đã cầu bầu cùng cha trời, và cha trời Giêsu đã cho tôi giáng lâm để phụ giúp đồng bào làm việc cứu Việt Nam chúng ta nói riêng, và để đương nhiên phụ giúp đồng bào để cùng nhau làm việc phụ cứu nguyên nhân loại, bởi vì nhân loại cần được cứu rỗi bởi 12 phép lạ của cha trời Giêsu ban cho. Và người Việt Nam chúng ta đã nhận được những phép lạ này trước, và không ai khác hơn chính tôi đây, Thánh Gióng đã cầu nguyện cùng đồng bào Việt Nam chúng ta ở hải ngoại, và chúng tôi đã chụp được những hình ảnh này. Những hình ảnh này tôi đã chụp được và có nhiều đồng bào chứng kiến, và chúng ta đã kê khai đăng ký ở tại Hàn Lâm Viện Thế Giới US Congress Public Library, chúng ta có bản quyền đàng hoàng. Một lần nữa Thánh Gióng chúng tôi thành thật cảm ơn từ nhà quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta, và nhớ là bổn phận của mình gấp phụ giúp tôi thông báo những phép lạ này cho tất cả những loài được biết gấp, và nhất là cho người Việt Nam ở trong nước được biết gấp. Và người Việt Nam chúng ta cần ôm những hình ảnh này xuống đường cầu nguyện, đòi hỏi dân chủ nhân quyền căn bản của con người, và yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền tự quyết của người dân. Và đương nhiên do chính tôi cùng toàn thể đồng bào làm việc tái thiết quê hương chúng ta, và không ai khác hơn tôi chính đây là người lãnh đạo của quê Việt Nam, và tôi chính đây là Minh Vương Việt Nam. Đồng bào yên chí, tôi sẽ có mặt ở Việt Nam vào năm 2015. Tôi hy vọng như vậy, bởi vì thời dụng biểu của cha trời sắp xếp như thế, và tôi ước ao đồng bào hãy mau mắn làm bổn phận của mình để chúng ta rút ngắn thời gian giải phóng quê hương chúng ta, mau chóng thật sự giải phóng do hồng ân và quyền năng của cha trời Giêsu ban cho. Nhớ những gì tôi nhắc nhở, và đương nhiên không có một kẻ nào hại Minh Vương Việt Nam được đâu, bởi vì tôi có sự bảo vệ của cha trời thượng đế toàn năng cùng bà tổ tiên chúng ta, và cùng hàng triệu 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 linh hồn của những anh hùng chiến sĩ phụ trợ tôi theo lệnh của cha trời Giêsu. Thành ra tôi sẽ được bảo vệ toàn vẹn, và tôi sẽ đồng hành cùng đồng bào để làm việc tái thiết quê hương chúng ta, và từ đó cả cộng đồng thế giới sẽ kính nể và quý mến dân tộc và đất nước chúng ta, và họ sẽ đến nước Việt Nam để học đời học đạo về lối hành đạo của người Việt Nam chúng ta. Và đương nhiên chúng ta là một giống dân được cha trời thượng đế toàn năng chọn lựa vào thời mạt kiếp này để sống phụ làm gương cho nhân loại, là hãy mau mắn ăn năn sám hối gấp, ăn năn sám hối gấp, và hãy thực thi theo những điều chỉ dạy của cha trời Giêsu. Ngõ hầu nhờ đó mà nhiều người sẽ được cứu rỗi bởi hồng ân của cha trời Giêsu. Một lần nữa Thánh Gióng chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta, và chúng tôi ước ao đồng bào phải làm bổn phận của mình, làm bất cứ điều gì để mà thông báo những tin mừng này đến cho cả thế giới được biết càng nhiều càng tốt, khắp thế giới cần được biết gấp, biết rõ về những phép lạ này, và nhất là ở Việt Nam chúng ta cần được biết gấp, từ Bắc chí Nam, từ Hải Nam Quan đến mũi Cà Mau cần được biết gấp về 12 phép lạ này. Đây là 12 phép lạ cứu nước Việt Nam chúng ta, cứu đồng bào Việt Nam chúng ta, và có phần cứu rỗi cả nhân loại cho những ai thật sự ăn năn sám hối và tin cậy vào hồng ân của cha trời Giêsu. Bởi vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển vào thời thánh đức và tận thế đang bắt đầu xảy ra. Nhớ những gì tôi vừa cảnh báo theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng.
Chúng con cảm tạ Đức Mẹ Maria, kính xin Đức Mẹ dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho đồng bào Việt Nam chúng con mau mắn nghe lời con hướng dẫn. Con cầu nguyện trong ơn và nghĩa của Thiên Chúa Giêsu, xin nhận lời chúng con cầu xin. Amen.